Khu vực cây lẫy thì có nhiều bạn comment bảo mình là quay những cây cầu bắt qua mấy cây sông này thì rất là nhiều cây cầu luôn mọi người. Khu vực cây lẫy á, tại vì khu vực cây lẫy nó rất là nhiều kênh rạch hơn so với những khu vực dài như huyện Châu Thành. Huyện Châu Thành hả thì những cầu thì ít không nhiều, cây lẫy thì rất là nhiều cầu nhưng mà cây lẫy với đổ lên cái bè rất là nhiều cầu. Tiếp tục là một ông ở tại thị xã Cái Lậy nè, đang làm cái cổ máy Komatsu đang làm đó. Vì đây có một con kênh nhỏ nè đang làm cái chân cầu á, mới đang quá trời luôn rồi, để gắn ghi hình tích hợp ở tới đó. Chào mọi người nha, thì hôm nay thì mình tôi có chuyến khảo sát đến khu vực ở tại phường 3 thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang nha mọi người. Thì chuyến khảo sát lần này thì tôi nên phải nói là thiếu may mắn xíu, mắc mưa quá trời luôn mọi người ơi. Trời đang mưa, đang đục mưa ở bên trong cái quán nước nhà của cái cô này nè đó, đang mưa luôn. Mà không biết là hôm nay có quay được chia sẻ cho mọi người về khu vực tiến độ tại khu vực này hay không nữa. Quá trời, ướt nhẹm hết trơn luôn rồi. Thì mình sẽ cố gắng ghi lại thật nhiều chi tiết nhất về tiến độ ở các nơi cho mọi người cùng nắm bắt và theo dõi nha mọi người. Thì ở tại cái khu vực mà đường dẫn vào cao tốc ở tại phường Tân Hội á mọi người, thì đường dẫn nó từ quốc lộ 1A từ ngay đó là ngay chỗ tại nơi mà nối tiếp vào cái đường mà gọi là đường tránh thị xã Cai Lậy á đó. Thì từ đó thì có đường dẫn vào trong vòng xoay của Tân Hội á, là 2 km, từ quốc lộ 1A vào bên trong vòng xoay là 2 km nha mọi người. Thì mình xin nói lại cho các bạn biết vậy đó. Hy vọng là mình sẽ ghi hình lại được hôm nay, để ghi hình lại được. Quá đúng là thiếu may mắn hôm nay lên mưa quá.